Anh em có nhu cầu mua bán hải tặc đại chiến hay ghé đến shop hải tặc đại chiến.com. Hôm nay thì tưng bừng thông báo tưng bừng khai trương shop hải tặc đại chiến.com, giảm giá 50% các dịch vụ cho anh em liên hệ. Đấy, vòng quay 90k trúng thưởng cực hot, đấy, ưu đãi là thẻ Viettel vào shop, thẻ cào duyệt trong 5 giây, lạp qua TM Momo được cộng 20% giá trị lạp. Anh em cần thanh toán lịch nhắn tin cho fanpage, nhắn tin vào đây. Đây là anh em này, đây là mục nhắn tin nhá. Đó, ngoài ra thì ở đây trên shop thì có rất là nhiều mục ngon cho anh em có thể trải nghiệm. Vòng quay 99k, đấy, nick hải tặc đại chiến roam, anh em thể roam với mệnh giá 50k, 100k, đấy, 200k và 50k anh em. Một quà gù su, rất là nhiều cái để anh em thể trải nghiệm. Anh em hứng thú hay ghé đến shop hải tặc đại chiến cùng con nha. Ok. Yo yo, hello nha, chào người nha, chào quay trở lại với channel của mình. Mình đây từ đường phố đây giống người nha. Xin chào tất cả anh em game hải tặc đại chiến nha, mình đây từ đường phố đây giống bạn. Ok, quay trở lại video ngày hôm nay. Trên phần video thì chúng em xem video vui vẻ của like, share, đăng kênh nhân kiểu phải mình rất nhiều. Quay trở lại video ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng đến với S48 các bạn nha, 78 các bạn. Đó, hôm nay thì mình sẽ qua đây và cái quốc hộ của một người em của mình. Đó, thì cũng khá là chăm chỉ các bạn, không biết nên nói sao nữa. À, khá là ngon. Một từ các bạn. Ngoài ra thì hôm nay mình sẽ đập thùng bia rồi các thứ các kiểu anh em. Đầu tiên thì phải nói qua về vụ level 300 350. Không biết là Lamy nói như thế nào nhưng mà bảo bây giờ mát level là 350 nhưng mà vẫn chưa có cách thức nâng các bạn nhá. Sao thì không cho lên này. Đó, có anh em nào nắm rõ về cái vụ này không? Đó, hiện giờ là chưa có một cái nào để nói hết các bạn. Hôm nay thì em nó cũng bảo mình sấy nhẹ 300 thùng bia mà như em nó bảo là em nó sấy xương xương rồi. Rồi xem nào. Chiêu mộ đặc biệt. Đây em nó tập 80 thùng rồi và mình tập 220 thùng nữa, sau đó đổi lấy bảo vật cho em nó. Nói chung thì lần này chúng ta có cái bảo vật VIP 15 khá là ngon. Đấy, cái một cái bảo vật mà chỉ có đến VIP 15 thì anh em mới có thể nhận được ram VIP. Cung máng xà. Đấy, một trong những bảo vật rất là ngon trong thời điểm hiện tại anh em vì meta hoa đá rất là nhiều. Đó, xứng đáng để anh em có thể chơi. Ok, giờ thì không dây dòng, đầu tiên mình sẽ đi chiêu mộ cho nó đã. Và mình cũng sẽ ra là dòng này luôn. 276 à? 270, 670 đi. 250 thùng, vậy còn lại là 400, 450 à? Ừ, 450 thùng là đủ anh em. Rồi, một lần. Hai lần. Tiếp tục nào. Uầy, chopper các bạn. Lâu lắm rồi mình chưa sấy 10 liên tục. Giờ mình sấy 10 liên tục nha, không dùng mẹo nữa. Ngày trước là bữa giờ mình toàn hay đập bằng mẹo các bạn. Bữa nay không đập mẹo nữa, đập 10, tích 10 thẳng luôn. Sấy là sấy thẳng luôn các bạn, thẳng tay mà sấy. À, ngoài ra sự kiện săn cốt tứ hoàng hắc ám hắn còn đây anh em nhá. Bạn nào có nhu cầu nạp thì tranh thủ nạp. Anh em nào có nhu cầu mua thẻ gỗ su cứ liên hệ với mình nhá. Đó, mình bữa nay cũng đang bán thẻ của su nên anh em nào có nhu cầu mua bán thẻ của su cứ liên hệ với mình, link cũng để phần mô tả luôn. Cảm ơn bạn nhiều và rất mong là anh em mới qua ủng hộ. Tiếp tục nào, tiếp tục smoker. Ô kìa, có vẻ như đập x10 như này hơi bị khó nhai các bạn ạ. Chó đỏ Akilu, ở đâu vẫn ra các bạn, vẫn ra. Mà nói là 80 thùng mà 300 thùng. Ừ, mình tập 220 thùng là đủ đúng không? Số ghê kinh. Bạn trò kêu mình săn đấy mà có vẻ hơi bị khó ra anh em. Robin. Đấy còn chưa tính đến vụ dâu đen nữa anh em nhá. Sentumoru à. 10 nào. Được hai cháu anh em, được hai cháu là đây rồi, đây rồi anh em, hàng về đây rồi, dâu đen đây rồi. Ôi đây nữa, ngon. Tiếp nào, ở mình như đủ rồi đúng không? Uầy ra liên tục này. Từ từ hình như đang tầm nó ra các bạn, để mình làm phát nữa xem nó ra không. Không ra thôi dừng. Không ra các bạn, không ra, dừng thôi. Ok, không nhầm là đủ 300 thùng rồi.
hơn 300 thùng, mình nỡ hát thêm 20 thùng nữa rồi, nhưng mà vì nó đang ra các bạn, đang ra tướng ngon à. Đó, mở tay thêm 20 thùng, ok thôi cũng được. Nhận về chúng ta nhận về được 140 lần đánh bot, 40 lần 40 xúc sắc này. Ui 100m là rồi, ngon 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 các bạn. Rồi. Xem nào. Ô chưa đủ. Hắn còn thiếu mất 250 mũ nữa mới đủ à. Xem nào bạn chuột còn kia nhiệm vụ gì. Để xem nào. Còn quay, quay quay chưa? Chưa, chưa mộ thì 50 thùng, 30 thùng nữa anh em. Thôi thì tương 30 thùng nữa đi. Đằng nào cũng đang quấn, làm nốt 30 thùng nào. Làm nốt 30 thùng nào anh em. Tiếp tục. À có một số vấn đề về bên shop nhá. Có một số anh em báo cáo mình là shop bên nối này kia thì anh em phải từ từ, bên shop nó bị delay anh em. Bây giờ shop mới ra đang bị delay hơi nhiều, anh em cứ từ từ, shop đều xử lý hết cho anh em, các bạn phải đợi một tí nhá. Đó, anh em có gì thông cảm, đợi shop một tí nó shop sẽ xử lý cho anh em. Rồi giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đi đổi cung mang xà. Đấy, bảo vật trị giá VIP, bảo vật ở VIP 15 anh em, bảo vật gọi là bảo vật VIP đấy các bạn. Đó, VIP 15 các bạn mới có cơ hội nhận được cái bảo vật này đó, ngon cực kỳ luôn, anh em không nhận hơi bị phí. Ngoài ra thì hôm nay mình quên không điểm qua một việc, đó là vấn đề thay đổi thông tin về skin của cháu dâu đen. Mình cũng chưa xem qua nhưng nghe bảo là đổi fix lại skin cho dâu đen rồi. Ô bạn trò chưa có dâu đen nào luôn à. Giờ mình sẽ mở ra cái nào, trong túi có bao nhiêu cháu rồi. Ồ hôm nay mới có hai cháu mình săn ra cho thôi ạ. Chứng tỏ sự kiện cũng khó nhai ấy nhờ. Ngay chúng ta điểm qua về dâu đen, sau đó chúng ta sẽ cùng nhau đi chơi xúc sắc anh em nhá. Hộ máu xúc sắc luôn bạn chuột. Ok, đây tướng dâu đen. Thôi xem này thì khó xem lắm. Tướng. Đây. Tấn công kẻ địch gây sát thương 1200 công chia đều cho số nướng còn địch còn sống, mỗi mục tiêu có 6 xác đất hoa đá. Đâu nhỉ? Đây tăng 500 máu công không phải kim là ta. Ủa sao vào đây nhìn kim nó khác khác ấy nhỉ? Ủa vẫn vậy mà thấy có khác chỗ nào đâu. Trong 3 hiệp đầu sát thương nhận vào không vượt quá 20, ngoại trừ các sát thương của vấn vậy mà. Có chắc để đến lúc sau mình nên con đạc mình E5 rồi mình điểm lại sau. Ok. Rồi ok các bạn. Ở đây thì chúng ta sẽ cùng nhau chơi xuất sắc. Mình quay ngược cái máy màn hình, máy mình nó bị vỡ màn hình các bạn, nên là phải quay ngược lại kiểu này mới chơi được. Nếu bạn chơi xuất sắc ấy, thì anh em vào trong sự kiện này. Anh em xuống xúc kim cương nhá. Đâu nhỉ? Xúc kim cương. Ở xúc kim cương nó có bán này các bạn này. Bên đây sự kiện xúc kim cương nó có bán, nó bán một. Ủa đã mua hết rồi à? What the hell, bắt được mua hết luôn à? Thế thì vào đây xây tiếp. Còn 19k. Còn được 127 lần nữa các bạn. Ok, 249 lần. Nhận quà tiêu phí kim cương. Mà nãy mình ngốc nhỉ, còn quà tiêu phí này kim cương này thế mình không nghĩ ra anh em. Lại phí, mà cũng chả sao là bạn được lấy thêm nốt cái món kia lại nữa mà. Rồi ok, rồi. Giờ thì chúng ta sẽ cùng với 249 lần liệu quán full được cái sự kiện quà xúc sắc lần này không anh em. Cùng đi test nào anh em. Xem lần này Nami có fix lại được cái sự kiện xúc sắc này chưa hay lại vẫn giống lần trước. Đấy ném lại toàn cứ 1 với cả 2 thì buồn lắm. Mới sang xương những pha ném đầu tiên thì mình thấy khá là ok các bạn. Rồi một pha 1 đầu tiên. 2. Nói chung thì nó cứ 1, 2, 3, 4 thì cũng được. Nhưng mà chứ đừng như lần trước. Lần trước sự kiện anh em còn nhớ không? Toàn 1 với cả 2 anh em đốt có bác nên 4, 5, 6 chục ca kim cương mới ăn hết được một vòng. Đó lần này để xem như nào. Đây là 20 cứ gọi là lúc nãy là bạn đi mua 20k kim cương nữa không? Ở đây nữa là gấp đôi gần 40k kim cương chỗ này anh em mới được số này nữa. Tuy là ăn của sự kiện nhưng mà cứ tính như vậy đi các bạn cho dễ. Quẩy mái không nhảy được vào cái ô ô ấy này thì toang nhảy một điểm nào. Phải nhảy được vào mấy cái ô điểm VIP này anh em, là cho lên 5 full 5 thì mới nhanh lên được chứ nhảy thì chết người. Như này thì cũng không phải là biện pháp các bạn. Như này thì cũng không phải là biện pháp. Ô kìa. Tình trạng ô 1 cũng nhiều. Ôi nhưng mà máy nhảy nó nhảy lé ghê vậy. Làm gì mà lé ghê vậy. Rồi, một ô đầu tiên pull 5 điểm anh em.
Đó, full hết thì các bạn đi một vòng các bạn sẽ được 15 điểm chứ đâu có một không thì các bạn. Ôi. Căng vậy. Rồi, bộ tiếp theo. Đó, phải lên never vậy thì nó mới ok được. Nói chung sự kiện xúc sắc này thì mình cũng khá là ưng ý. Các bạn biết vì sao? Bởi vì cái sự kiện xúc sắc này anh em kiếm được tài nguyên rất là nhiều. Nếu như bạn nào ném xúc sắc nhiều anh em sẽ biết tài nguyên các bạn kiếm ở mỗi lớp vòng các bạn đi ném được xúc sắc như này anh em thu về phải nói rất là nhiều luôn. Dù rằng mỗi lần các bạn có thể thấy nó chỉ cộng một vài điểm thôi nhưng mà anh em cứ tính nó cộng số nhân mà các bạn. Đấy, 500 thôi nhưng mà các bạn vào khoảng 5 lần là 5k, 10 lần là 5k rồi. Đó, 1k rưỡi đá ca đá cường hóa này nữa này. Anh em cứ nhảy được khoảng vài chục lần không có đến 15k đá cường hóa à. Nó còn ngon hơn là co đen rất là nhiều nhưng mà không, nếu như bác nào kiện xúc sắc này luôn các bạn. Nói chung là này thấy Nami nói chung là được. Dễ kiếm, còn được xúc sắc anh em vừa dễ kiếm vừa dễ chơi, không khó cho anh em. Đó, nông dân bữa nay có nói chung là bữa nay là nông dân có đất sống rồi. Bữa nay nông dân poker bên nông dân hải tặc đại chiến là thao đất sống. Cứ đà này chắc là vừa tròn đến sinh nhật game thì chắc mình làm được series VIP không cho hướng dẫn cho anh em chơi được. Đấy, cứ hứa hẹn với nhau vậy, bởi vì cứ đà này là mình thấy là tương lai là anh em nông dân là có khả năng cày đua được với top đấy. Cái việc mà Lanmi đang bung lụa tài nguyên cho anh em kiếm được nhiều như này, trong tướng lượng tướng ra bắt đầu đang ổn định dần như này thì chắc chắn là chuyện đấy không còn xa nữa anh em. Vì game nào cũng vậy thôi mà, một khi số lượng tướng anh em tăng nhiều, về sau update thêm nhiều bảng nữa thì cái việc đấy là dĩ nhiên rồi anh em, không có gì lạ cả. Tiếp vào x2. Trời ơi, x2 mà được 1 điểm. Ok, nhảy nút anh em. Đó, anh có pha nhảy nút này là được rồi. Uầy, ngon đấy nhờ, 242 điểm rồi kìa các bạn kìa. Mà trong khi mình hắn còn đây coi như là vừa mới gamet gọi được 20k kim cương đi, vẫn được 20k kim cương các bạn.
thì anh em đã đi pull được 250 điểm, thế là pull 500 điểm, ô đi được một mét được một nửa các bạn, vẫn còn hơi xa anh em ạ, cảm giác vẫn còn hơi xa đấy. Trời ơi, một điểm 6 nhảy. Ok thôi, giờ mình ngồi sốc hết cái đấm xúc sắc này xem được bao nhiêu điểm mình quay anh em xem nhá. Hay là tăng tốc nhỉ? Thôi, để mình nhảy đi nhỉ, xong mình quay bạn coi. Ok, vậy là đã xong. Mình ăn full được một vòng anh em và đang dở vòng 2 với 30 điểm. Thì anh em thấy sao về cái sự kiện này của Lamy? Hãy comment cho mình biết ở phần video nhá. Nói chung thì sự kiện này thì mình đánh giá nói chung thì cũng chả biết nó nói như nào. Bù lại thì Lamy cũng cho chúng ta được một cái điểm khá là nhấn đây, thì khi anh em chiêu mộ đây các bạn hãy nhận được này. Đó. Đây, chiêu mộ bất kể chỗ nào anh em đều nhận được xúc sắc, nhưng trong đó là chiêu mộ đặc biệt là các bạn nhận được nhiều nhất này. Vòng quay này cũng nhận được này. Rồi anh em còn chưa kể trong đổi thuyền viên này, anh em đổi 6 phút thuyền viên này thì anh em sẽ được 30 viên xúc sắc nữa. Nói chung là khá là ngon. Ở theo đánh giá của bản thân mình, còn đâu anh em thấy sao thì comment để mình biết. Đây, sau khi các bạn ăn pool một vòng sự kiện này đây, đây là tất cả quà anh em có thể nhận được. Đó, 1 phút 10 sao, 1 phút 9 sao, AL1, AL2, một cái một quyển. Đấy, ngoài ra còn có dương này, này dương xúc sắc này khá là ngon này. Anh em có thể được chọn quà trong này. 1 mét đá nâng đồ, 50 cốc bia vàng, 20 thùng bia. Đấy, đồ rất là ngon luôn. Đây, dương chọn nguyên liệu này nữa. Đây, các bạn có thể lấy được 30 ca đá cường hóa dành cho anh em đang thiếu. Rồi dương phút chỉ 6 chỉ 6 sao nữa. Nói chung mình thấy sự kiện khá là ok. Còn lấy ý kiến cá nhân, còn anh em thấy sao comment mình biết. Giờ thì đi mở tướng nào. BO Hancock, dâu trắng. Ui, bố già dâu trắng các bạn. Hà chi con nàng mình thì thơm ngon bổ phổi rồi. Luffy PM. Rồi ok, giờ thì chúng ta sẽ đi palm boss đi. Mà thôi, boss thì lần nào cũng palm được thôi. Ok, nói chung thì anh em thấy sao về sự kiện xúc sắc lần này của Lamy? Hãy comment cho mình biết ở dưới phần video nhé. Còn đâu thì video ngày hôm nay mình xin phép kết thúc tại đây. Hẹn gặp anh em ở clip tiếp theo. Cảm ơn anh em đã dõi theo video của mình rất là nhiều. Giờ thì bye bye, xin chào và tạm biệt. Hẹn gặp mọi người ở clip tiếp theo. Bye bye.